Alo. Alo. Như vậy là xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kèo solo 3 thể loại giữa Gunny và nó 1 cho ngày đầu cho ngày hôm nay. Vâng, anh máy các bạn xem anh máy của game thủ nó 1. Vâng, thể loại đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay đó thể loại Aegirian. Một thể loại mà anh cũng đánh khá nhiều trong những lần trước rồi. Vâng, hiện tại thì bàn tạo dự đoán đấy các bạn ấy chờ 1 phút. Tổng hãy chờ 1 phút. Kỹ thuật viên tôi hiện tại đang không chưa có máy để có thể làm dự đoán. Đó, chắc sẽ có từ trận thứ hai thôi. Và trận đấu này chúng ta sẽ quay sang anh máy của cầu thủ nó 1 bằng một trận đấu mà anh được cầm AC. Mà không phải được cầm AC mà cái này solo AC thì hai ông được cầm AC rồi. Lấy màu 6 bằng là lần giao lưu trước đây gần đây nhất thì nó 1 là người bằng bị thua. Nó 1 thua Gunny cái số là anh trắng đấy phải không thắng được cái C nào. Liệu là ngày hôm nay anh có phục thù được Gunny hay không? Thì chúng ta phải cùng chờ đợi xong ít phút. Vâng, mà anh máy của em thủ nó 1 vâng có một đàn hiệu. Có một con xe giò sẽ giúp ra giúp cho nó 1 có thể giò ra nhà của em thủ ấy. Em thủ Gunny sớm hơn. 6 con hiệu tương đối xa. Nhưng mà cái việc lùa cái đàn hiệu về thì không phải là vấn đề quá lớn so với dân của AC. Vâng, không biết bây giờ mọi người đã xem ổn chưa? Và nó có giật lag hay là có cái vấn đề gì hay không? Âm thanh như thế nào? Vùng ấy có 10 triệu khác để mình có thể biết. Để mình có thể tiện sửa chữa luôn. Vâng, như vậy là bắt đầu sẽ có bàn từ... À, như vậy là chưa có bàn, chưa có. Mọi người chờ gần đúng một chút. À, như vậy là mới có bàn AC trận 2 thôi. Không có bàn tổng. Không biết mọi người thấy âm thanh chất lượng hình ảnh là nó ổn chưa? Nó có sai lệch cái gì hay không? Mọi người comment trong chat thì mình có thể biết. Và trận đấu này chúng ta sẽ quay trở lại máy của N1. Vâng, 4-6 nhiều được N1 lùa về nhà. Nhưng bài N1 có vẻ như bài không có rừng thì phải, nếu tôi không nhập. Vâng, như vậy là có một cánh rừng. Nhưng mà nó không phải là quá đẹp. Khi mà cái mặt đóng chiếc BGS này nó phải... Vâng, như vậy nằm trồi ra ngoài. Đặt trong thì sẽ là mắc binh hơn. Vấn đề là không đặt được bên trong. Và đây là chiếc S đầu tiên của nó 1, vâng tới 7 dân chặt gỗ hơi nhiều. Một chiếc đóng, một chiếc S tôi đánh giá đóng hơi ẩu. Và đóng sát vào thì nó sẽ đẹp hơn. 7 dân chặt gỗ có vẻ là hơi nhiều. Cắt dân quà để thấy ăn hiệu. Tránh tình trạng bị thối thịt hiệu. Thêm 2 với thành 1 và thêm 1 đoàn hiệu nữa, như vậy bài nó 1 đã đủ. Vâng, bài nó 1 đã đủ, không biết bài Gunny là như thế nào. Mặc dù đồ đồ nhưng bài nó 1 không phải là bài quá đẹp. Không có bãi quả. 20 dân đến từ Gunny. Như vậy nó 1 là người chậm mất 1 dân. Và đây sẽ là một pha cầu vòi gọi là tương đối khó thì nó 1 khi mà nó phải đi. Vâng. Vừa nói phát thì hơi khó thật. Đơn giản bởi vì cầu vòi nó phải đi qua tầng dốc. Anh xuống tầng 3 rồi. Bây giờ đây hết thứ máy rồi. Anh ơi, đưa để. Và như vậy là cứ quay trở lại trận thiếu này. Vâng, đây là hai voi và nó 1. Vâng, chọn một pháp nó an toàn hơn, đó chính là lùa cái đàn hiệu này, lùa hai con voi này về chiếc BS thứ hai. Một bài đã có hai chiếc BS, bên kia là 26 dân. Thêm hai voi dành cho nó 1, một bài gọi là đủ đồ. Kích đời như vậy là 80, không phải là quá sớm nhưng cũng không phải là muộn, một bài là tạm ổn mà thôi. Thêm hai voi nữa như vậy là nó 1 sẽ đủ đồ lên đời cái bài này. Nhưng mà đây không phải là bài, vẫn nên nhớ rằng đây không phải bài quá đẹp. Không biết bên kia là Aegirian của Gunny là như thế nào. Chúng ta cũng phải chờ đợi. Thêm một con voi nữa. Thêm một con voi nữa. Vâng, rất nhiều voi như một trò trong trận thi đấu đầu tiên. Kèo đấu Aegirian. Tham lại bên kia 27 dân. Gunny đánh rất trâu dân trận thi đấu này. Tới tận 27 đông dân. Và hai con xe giò nó 1 thì vẫn chưa giò ra nhà của Gunny đang nằm ở đâu. BB được thiết kế lượng gỗ là cực nhiều. Một lượng gỗ là đủ để có thể N1 có thể thiết kế nhiều kiện. Nhưng mà chiếc BS thứ 3 sẽ ở đâu đây? Nhà anh rừng không phải là quá đẹp. BM và BA sẽ ở đâu? Vâng, đừng nói với tôi ở đây. Vâng, sẽ cao lên được không? Vâng, đây sẽ gần quá. BM và BA. Một trận sẽ kiểu tầm 10-40.
Bạn ông 1 là người đến đời sớm hơn Gunny. Và Gunny đánh tận 27 dần. Việc lên đời sớm muộn hơn thì Gunny 1 cũng là điều dễ hiểu. Như vậy là kích đời 10-40. Chặt gỗ luôn. Và có làm chiếc bet thứ 3 hay không? Chiếc bet thứ 3 sẽ nằm ở đâu? Gunny 1 đang ngắm. Không, như vậy anh đánh với 2 chiếc ABS. Vâng, đánh với 2 chiếc ABS sao? Và đây là một điều mà tôi không thích tí nào. Một chút nữa thôi nó sẽ bị tủ gỗ. Rồi, và như vậy là bên kia thì vừa mới lên đời thôi. Một bài không phải lên đời quá sớm của anh đi. Trận này mà để nó một đánh 5 BA thì hơi khó. Trận này chỉ đánh 4 BA thôi. Đơn giản là vì do dần của anh không quá nhiều. Hoặc chỉ có 2 chiếc bet thôi. Nên chỉ đánh. Vâng, như vậy là đã lên đời và đang lên cái bánh xe. Bài là khá ổn dành cho game thủ nô 1. Vâng, thiết kế lại một chiếc BS. Một chiếc BS của anh hơi xấu. Trận đấu này hoàn toàn nô 1 có thể thiết kế một chiếc BS nữa. Vâng, vẽ hơi nhiều ruộng. Thảm lại thì như vậy là lên đời ngang phèo. Nô 1 lên đời muộn một chút. Hỏi lên đời lỗi một chút thôi. Rồi anh cộng 2 dân. Cộng 1 dân thì sẽ lên sớm hơn. Và chuẩn bị lên xong bánh xe. 2 nơi đây ngang phèo. Nhưng bên kia đánh được mấy nhà BA đây. Bên này nó 1 chỉ đánh được 4 nhà BA thôi. Và BA anh đang ở dưới dốc. Và các bạn đang bảo tạo bàn cung chém đi. Vâng, hư cấu. Vâng, hơi hư cấu khi mà kèo đấu của chúng ta là kèo đấu solo AC. Và đánh dò nhà của game thủ Gunny. Gunny nhà góc 6 giờ và 1 đẩy luôn 4 UR đi. Và gặp con sư trên đường đi. Không biết bên kia đánh thủ hay đánh công đây. Không biết như thế nào một lần. Tổng bài này thì đánh 4A và lên chặt ngoài sớm rồi. Vâng, như vậy là đã dò nhà của game thủ Gunny. Quân 1 đang có một tên mà móc sau rừng. Nhà Gunny không phải nhà đẹp khi mà các bạn nhìn thấy những cánh rừng của Gunny chỉ là những cánh rừng dừa mà thôi. Vấn đề bây giờ là Gunny là một bài đánh 5 nhà BA và quân đang cực độc. Một cần phải đỡ được. Vâng, đúng là như vậy, chặt gói sớm và đứng trên con đồi này. Con đồi sẽ giúp cho nó 1 có thể thủ được nhà. Vẫn là 4 nhà BA đều. Vâng, tên cung là đầu nó 1 đang gây rất nhiều khó chịu. Vâng, bị bắn vào bãi gỗ này. Một bài mà nó 1 chỉ có 2 bãi gỗ thôi, nhưng anh ấy bị bắn vào rất nhiều. Vâng, Gunny đang rất tốt, vẫn đứng trên dốc và đang bắn xuống những con cung rờ của game thủ nó 1. Mà nó 1 đang là người điều cung tốt hơn. Thế đứng quân của Gunny là đẹp hơn và nó 1 đang chấp dốc. Vâng, chấp 4 tầng dốc, liệu có phải là một cái quyết định chính xác? Như vậy timeline đang tụt cực kỳ nhiều. Và một pha thì gọi là lỗi của nó 1. Và tại sao anh để cho Gunny chiếm được con dốc này? Nhưng mà đây nó 1 gõ ra một pha và móc vào dân của game thủ Gunny. Để cầm dân ra đảo. Và khi cầm dân ra đảo thì một tên móc được vào nhà, nhưng bây giờ thì Gunny đang quá đông. Và tỷ số sẽ là 1-0 dành Gunny ở trong trận đấu đầu tiên. Và chúng ta cũng chuẩn bị với trận đấu thứ hai ngày sau đây. Khó để cho một trong trận đấu này. Một tên đi quân tốt của Gunny. Ăn được rất nhiều QR của nó 1. Vâng, bị bắt tân cung và không đỡ được nhà. Cung Gunny cũng khá đông. Gunny một điểm thủ đánh theo lối đánh trâu bò. Bởi đánh AC thường rất trâu quần. Gunny thấy quần Gunny đẩy lên liên tục. Rất đều.
Có đỡ được không? Vẫn đang rất cố gắng đến từ đầu 1. Một tên mà anh hơi sai lầm mình không thiết kế chiếc nhà bé thứ 3. Vâng, tiếp tục đẩy quân lên là hình ảnh đến từ Anny. Bắt một phải đưa dần ra quẩy, vâng đưa dần để đỡ. 1-0 dành cho Anny. Và chúng ta đến với trận đấu thứ 2.